Anh vô đây. Đi ra đây. Ra chưa? Rồi rồi, ra đây. Đang quay rồi đấy. Đi ra. Đúng vậy đây là. Rồi chỉnh này. Rồi nãy anh kia nó chỉnh sao giờ nó. Đứng lại kia coi. Đứng đi với anh. Rồi. Rồi. Chuyện chung ơi. Ơi đẩy vô đó. Nó nhỏ đi, Đó, đúng rồi, đi qua. Đúng rồi. Xin chào chị. Ơi. Ngồi xuống. Phỏng vấn tôi. Chào các bạn, chúng ta đang phỏng vấn các chị ở đây này, xin chào chị ở đây ra. Mời chị một lời đi bản thân mình ạ. Xin chào các bạn, mình là người nổi tiếng, các bạn không biết mình ai đâu. Thì bạn sẽ trẻ sống trẻ thì cũng 5 năm. Anh sẽ cho biết là 10 phút tôi cặp lời hay 10 phút ra không bao lâu. Cứ mỗi mỗi cứ mỗi lần một ngày 10 phút. Mỗi ngày 10 phút đó. Thì anh ấy kiếm ra cũng để ngắm. Như đó, con này đi. Ờ, thì ngắm cái con mặt của thật á, thì nó sẽ giảm nhỏ. Chứ không thể nào mà lựa chọn là cái vòng là phải từ ở số 2. Thì tùy đó, ví dụ mà hơn cái tay khoảng chừng như đây thì khoảng chừng cấp C và D đó. À, vậy cho biết là chúng ta đang chuẩn cái CD theo cách nào? Cái này rồi, kể mà.